Tên gì? Tên cô ấy là Lục Châu, là người Cao Ly từ sông Áp Lục. Buôn bán nô lệ thời xưa, chủ nhân sẽ mở miệng nô lệ, kiểm tra răng, từ đó có thể nhìn ra tình trạng sức khỏe của nô lệ. Lục Châu nhịn đói đã lâu, cô nhìn chằm chằm vào món thịt nướng trên bàn, cho đến khi thanh kiếm dài ghì lên mặt cô. Chủ nhân mới của cô là Phong Hỏa Liên Thành, ông ta rất hài lòng với cô, bởi vì cô ấy trông giống như người vợ đã chết của hắn. Phong Hỏa Liên Thành cũng đã nhịn rất lâu, liền quất Lục Châu. Trong mật thất, hắn ta cắn thịt của Lục Châu. Lục Châu gặm thịt nướng trên bàn, chuyện vui đột nhiên bị thuộc hạ cắt ngang. Chúng tôi đã tìm thấy xác của Sơn Chỉ. Mày đã quên mất đây là chỗ tao tu luyện sao? Vô lột hết quần áo của nó, mang đến triều đình để nhận thưởng theo tội trọng phạm. Phong Hỏa Liên Thành là tướng thời nhà Minh. Lúc này, nhà Mãn Thanh đang trên con đường củng cố chính trị, chính phủ nhà Thanh ban hành lệnh cấm vũ khí. Phong Hỏa Liên Thành nhận thấy cơ hội kinh doanh kiếm tiền. Ông đã dẫn đầu 12 tướng lĩnh và 3.000 binh lính tinh nhuệ truy sát dã man những người học võ ở Tây Bắc, đổi đầu của họ để lấy tiền. Không phải các người nói chỉ cần giao hết vũ khí thì sẽ tha chúng tôi sao? Một đầu người trị giá 300 lượng, các người cao hơn cả giá đó. Người phụ nữ giết mã đặc hình tên là Qua Nhĩ Lạc, là vị tướng tàn nhẫn nhất dưới sự chỉ huy của Phong Hỏa Liên Thành. Sau lệnh của cô ta, cuộc thảm sát bắt đầu. Ngay cả người già, người bệnh, trong mắt những con thú này chỉ toàn là tiền. Tất cả người ở vùng Tây Bắc nhanh chóng bị giết hết. Chỉ có một nơi tên là Vũ Trang. Dân tộc Vũ Trang trước nay dũng cảm, để đề phòng bọn trộm ngựa, tất cả họ đều luyện tập võ nghệ. Đương nhiên, Phong Hỏa Liên Thành sẽ không bỏ qua miếng thịt béo bở này. Ông ta muốn thương lượng giá cả với vua Mãn Thanh trước. Chỉ cần giá cả hợp lý, bọn họ lập tức giết hết. Vào đêm trước, Vũ Nguyên Anh ở trên sông cứu được một ông già bị thương nặng. Phó Thanh Thư do Lưu Gia Lương thủ vai, là đại thần bộ tư pháp ở thời trước, chứng kiến sự sụp đổ của đất nước, bây giờ chỉ muốn làm hết sức mình để cứu càng nhiều người càng tốt. Không ngờ là người nhà Vũ Trang có mối thù truyền kiếp với ông, muốn giết chết ông để cứu Phó Thanh Thư. Đêm đó, con gái ông chủ Úc Phương dặn người yêu Chí Bằng và Vũ Nguyên Anh cùng nhau đưa ông lên núi. Trên núi có một bậc thầy rèn kiếm, ông đã dành cả cuộc đời mình để rèn 7 thanh kiếm vô song. Phó Thanh Thư và ông ấy là bạn cũ, hiện tại chỉ có 7 thanh kiếm đó mới có thể đối phó với Phong Hỏa Liên Thành. Ông xem đất nước là nhiệm vụ hàng đầu của mình, đã sai 4 đệ tử cùng với Phó Thanh Thư, Vũ Nguyên Anh và Chí Bằng xuống núi chống lại Phong Hỏa Liên Thành. Còn Úc Phương, người thả Phó Thanh Thư sẽ bị xử tử. Đột nhiên bên ngoài tiếng giết người không ngớt, đội quân của Phong Hỏa Liên Thành bắt đầu tấn công. Những người chỉ biết khoa chân múa tay ở Vũ Trang căn bản không thể đánh lại đám quân tàn bạo này. Cổng thành bị phá vỡ trong chớp mắt, Vũ Trang đối mặt với cuộc thảm sát. Đúng là một cái đầu đáng yêu. Chứng kiến cha con chủ làng bị sát hại dã man, từng người thất kiếm bay vào. Một người đàn ông hùng mạnh bước vào từ cửa vào. Người này là Tân Long Tự Anh Ba trong thất kiếm, cũng là chủ nhân cây kiếm cánh tinh. Thân kiếm nhỏ bé, có thể giấu trong quần áo. Chuôi kiếm có sợi dây thép, đuôi kiếm có hạt sắt, có thể vừa tấn công vừa thủ. Tân Long Tử lòng đầy hận thù, tốc độ kiếm nhanh kinh hoàng, chớp mắt đã chém hết một đám người. Đội quân vẫn chưa kịp phản ứng, anh Tư Mặc Lang cầm đao Nhật Nguyệt từ phía kia đi vào. Kiếm phân thành Nhật Nguyệt, một ngắn một dài, nhưng hai thanh có thể hợp thành một. Kiếm thuật khó lường, phạm vi tấn công có thể lớn hoặc nhỏ, là vũ khí tấn công lợi hại. Lần này chúng ta phát tài rồi. Hai cái kiếm này giá chắc chắn rất cao. Hai bên xảy ra giao chiến, Thổ Hành tướng quân muốn lấy đầu thôn chủ trước, đột nhiên Chí Bằng và Vũ Nguyên Anh từ trên trời rơi xuống. Chí Bằng hiện là chủ nhân cây kiếm Xá Thần. Xá Thần kiếm có sức mạnh vô song, lưỡi kiếm có răng cưa, to và hoang dã, sức sống mạnh mẽ, bất khả chiến bại. Chỉ một nhát kiếm đã giết chết tướng quân Mao Lang. Thanh kiếm Vũ Nguyên Anh tiếp nhận là Thiên Bạo kiếm có hai đầu, cán và đầu không thể phân biệt, bất ngờ tấn công và phòng thủ. Vũ Nguyên Anh vẫn không thể kiểm soát hoàn toàn. Tướng Thổ Hành thấy tình hình không ổn, muốn giết đứa trẻ. Đột nhiên một bóng người xuyên qua bức tường, anh ấy là Sở Chiêu Nam, do Chân Tử Đan thủ vai, là chủ nhân của Du Rồng kiếm. Nó là vũ khí tấn công mạnh nhất, sắc bén vô cùng. Thổ Hành vẫn muốn chết với Úc Phương, Sở Chiêu Nam một đao đóng chết anh ta, một đao cắt đứt vòng xích. Toàn bộ quá trình diễn ra trong nháy mắt. Người xuất hiện tiếp theo là do Lê Minh đóng, anh hai Dương Vân Thông. Người đàn ông này ăn mặc như một học giả, chủ nhân kiếm Thanh Kiền. Thanh Kiền kiếm trông có vẻ không có gì nổi bật, nhưng thực tế là lấy nhu phục cương, là khắc tinh của Du Long kiếm, vũ khí phòng thủ cao nhất. Người cuối cùng xuất hiện là Phó Thanh Thư, là chủ nhân kiếm Mạc Vấn. Cây kiếm này đụng vào là xem như cuộc đời chấm dứt, lưỡi dài và linh hoạt, là một thanh kiếm của nhà lãnh đạo. Dưới sự hợp sức của 7 người họ, đội quân của 300 người của Phong Hỏa Liên Thành chết không còn mảnh giáp. 7 người họ thừa thắng xông lên, muốn giết hết đám người ác độc này. Có bao nhiêu người? Tình cả Phó Thanh là 7. Chúng sử dụng vũ khí gì?
kiếm. Thất kiếm ư? Ba vị tướng dưới cấp của Phong Hỏa Liên Thành và 300 binh sĩ tinh nhuệ đã bị thất kiếm giết chết. Ông ta tức giận đến mức đập nát đầu thủ hạ, đồng thời ra lệnh cho quân của mình lên kế hoạch trả thù. Đột nhiên trinh thám đến báo, có Thanh Thư thủ lĩnh của thất kiếm đang ở dưới thành thách đấu ông. Phong Hỏa Liên Thành gan lớn, một thân một ngựa đến gặp họ. Hai người họ là đồng lưu ở thời đại trước, kết quả số phận trêu ngươi, bây giờ là kẻ thù của nhau. Phong Hỏa Liên Thành: ông thích kinh doanh thì tôi sẽ cho ông món hời lớn. Vậy thì tốt quá, lớn thế nào? 3.000 đầu người. 3.000 ở đâu ra? Ở ngay đó. Phong Hỏa Liên Thành biết mình bị trêu chọc nhưng không tức giận. Thật ra trong lòng ông ta rất khinh miệt thất kiếm, khi nghe nói rằng Phó Thanh Thư đến để thông điệp cuối. Hắn càng muốn lập tức giết hết ba người họ. Đột nhiên thiên môn bốc cháy, hóa ra là Phó Thanh Thư đã chuẩn bị sẵn, ra tay trước nắm ưu thế. Phong Hỏa Liên Thành lập tức về thành cứu trợ. Lúc sắp đi thì đột nhiệt ra tay, muốn giết Chí Bằng và Vũ Nguyên Anh. May mắn là Phó Thanh Thư nhanh trí, rút Phân Vấn kiếm ra, đỡ đòn chí mạng cho cả hai. Lúc này, Tân Long Tử tung lửa đốt cháy hết cờ, Mặc Lang cho ngựa ăn thuốc sổ, Dương Vân Thông đi cứu người. Ba người hợp tác với nhau, tạo ra hỗn loạn, cả thành loạn hết cả lên. Bọn họ ai cũng mạnh mẽ, dựa vào sức mạnh của những thanh kiếm, giết người không nguôi tay, 3.000 quân chết không còn ai. Ở phía bên kia, Qua Nhĩ Lạc tướng quân đối đầu với Sở Chiêu Nam. Cả hai thúc ngựa phóng về phía nhau, Qua Nhĩ Lạc nắm lấy dây cương, vung dao muốn chém chết Sở Chiêu Nam. Sở Chiêu Nam xoay vòng quanh con ngựa, sau đó rút kiếm ra. Qua Nhĩ Lạc là một tên biến thái, trước khi chết còn muốn đi tìm Lục Châu làm thêm miếng. Nhưng giấc mộng đẹp đã bị Sở Chiêu Nam phá nát. Hắn ta ôm lấy Lục Châu làm lá chắn, luồn lách hai bên để tấn công Sở Chiêu Nam. Anh ta thực sự đã đánh giá quá thấp kiếm Du Long. Khi dao của hắn vừa chạm vào kiếm Du Long liền thành hai mảnh. Sau đó, Du Long kiếm phát ra tiếng két, làm thần hồn điên đảo. Khi Qua Nhĩ Lạc tỉnh táo trở lại đã quá muộn, lưỡi kiếm vung ra, kết thúc cuộc đời của hắn. Lục Châu nghĩ rằng Sở Chiêu Nam là người xấu, lúc đầu còn phản kháng, nhưng sau đó liền biết anh là một người đang tin cậy. Bỏ đôi tay hôi hám của ngươi ra. Cô là người Cao Ly à? Anh cũng vậy ư? Hóa ra Sở Chiêu Nam cũng là người Cao Ly, cũng đã trải qua cuộc sống nô lệ khổ cực như một con chó. Anh ấy rất đồng cảm với cô, quyết định cứu cô ấy cảnh khổ cực. Khi Phong Hỏa Liên Thành trở về thiên môn, thì bảy người họ đã trốn thoát hết. Ông vội vã đến ngay mật thất để tìm Lục Châu, hoàn toàn phớt lờ Qua Nhĩ Lạc trên mặt đất. Sau khi ông ta kêu vài tiếng xác nhận cô không còn ở đó nữa, thì suy sụp tinh thần. Rốt cuộc có bao nhiêu người? Vẫn đang điều tra ạ. Kiểm tra mẹ mày. Chuẩn bị ngựa kéo theo người đuổi theo cho ta. Bọn họ cho ngựa ăn thuốc sổ, tất cả chúng đều đang bị tiêu chảy, không chạy được. Cuộc tấn công không thiêu rụi tài sản của Phong Hỏa Liên Thành. Thất kiếm lo sợ hắn sẽ trả thù, ngay lập tức tổ chức sơ tán tất cả người dân vũ trang. Quả nhiên Phong Hỏa Liên Thành đã đưa quân tới cửa ngay trong đêm đó. Hắn ta rất cẩn thận, dễ dàng phát hiện ra bẫy, đi men theo hướng cột, dưới đất còn có hai chữ chết trả bà được làm từ gạo. Lãng phí thức ăn. Bên này Sở Chiêu Nam phát hiện ra rằng có ai đó đã cố tình để lại ám hiệu bằng ngô trên đường đi, nghi ngờ rằng trong vũ trang có gián điệp. Thất kiếm quyết định sử dụng kế hoạch mới, đi chậm lại, trước tiên đưa người đến Thiên Sơn để tránh, sau đó cố gắng dụ tên gián điệp ra. Nhưng mà Phong Hỏa Liên Thành đến rất nhanh, biết rằng vũ trang và những người khác sẽ đến Thiên Sơn, lập tức liên hệ với hoàng tử Mãn Châu muốn mượn đại bác bắn họ. Đồng thời kiếm thất cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn, liền điều chỉnh chiến lược, thả ngựa chạy lung tung hạn chế tầm nhìn kẻ thù, sau đó chuyển hướng đưa mọi người đến hang động ẩn náu, đồng thời thông báo chặn tất cả các cửa hàng, không ai được phép vào, mục đích dụ tên gián điệp lộ diện. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc, Lục Châu đã yêu Sở Chiêu Nam. Sau khi cả hai ân ái, Lục Châu đã cho anh biết một thông tin quan trọng. Mỗi khi Phong Hỏa Liên Thành nhận được tiền, đều lén lút trên đỉnh đền thờ, để tiền vào trong tượng thần. Sau khi Sở Chiêu Nam nghe vậy, anh lập tức cùng cô lên đường. Bởi vì Phong Hỏa Liên Thành đang tấn công Thiên Sơn, thiên môn lúc này không có ai cả. Anh muốn quay lại phá hủy hết tài sản của hắn, giúp vũ trang thoát khỏi nguy hiểm. Ai ngờ rằng, anh đang bước vào một cái bẫy chết người. Vừa nãy, Sở Chiêu Nam và Lục Châu trở lại thiên môn, ở đó không một bóng người. Dựa vào sự sắc bén của cây kiếm, anh bay lên chém đứt tượng thần. Lúc đó, tiếng kiếm vang vọng khắp ngôi đền. Đột nhiên tiếng pháo nổ vang lên, miếu thần bị nổ tan nát, vàng bạc tung tóe khắp nơi. Hóa ra tên nội gián ở vũ trang đã thông báo hành động của Sở Chiêu Nam cho Phong Hỏa Liên Thành từ lâu. Nó là một cái bẫy. May mắn là võ thuật của Sở Chiêu Nam rất cao, trong lúc nguy hiểm đã phá tường chui ra,
Lục Châu không cẩn thận đạp vào cơ quan, bị một tấm lưới lớn treo lên. Sở Chiêu Nam ném Du Long kiếm chặt đứt sợi dây. Phong Hỏa Liên Thành nhân cơ hội giật lấy thanh kiếm, sau đó cố tình đứng trước mặt Sở Chiêu Nam, nói về việc Lục Châu rất giống vợ cũ của hắn, thực ra là muốn chia rẽ hai người. Quả nhiên Sở Chiêu Nam đã trúng kế. Anh tin em. Tại sao anh lại dùng tiếng Trung nói chuyện với em? Đột nhiên Phong Hỏa Liên Thành ra tay độc ác, Lục Châu ra hết bảo vệ Sở Chiêu Nam, kết quả không may bị Sở Chiêu Nam chém một nhát. Ngày hôm sau, cô bị thương nặng trở về hang động. Sau khi báo cáo tin tức về việc Sở Chiêu Nam bị bắt cho lưu kiếm thì chết do mất quá nhiều máu, Phó Thanh Thư quyết định chia quân làm hai, lưu kiếm xuống núi để cứu Sở Chiêu Nam. Úc Anh dẫn người dân vũ trang rút lui khỏi từ con đường bí mật. Trước khi đi, Phó Thanh Thư còn đưa cho cô một đơn thuốc. Lưu kiếm vừa mới đi, hang động bùng lửa lớn, tên nội gián muốn phát tín hiệu cho quân Thanh đến bao vây và đàn áp họ. May mắn thay, Phó Thanh Thư giữ lại đường lui, đơn thuốc anh để lại là bản đồ đường bí mật của hang động. Trang chủ muốn Úc Phương dẫn bọn trẻ rời khỏi, bản thân sẽ đi con đường giả để dụ tên nội gián ra mặt. Khâu Đông Lạc, anh ấy không thể ngờ rằng người anh hai mà bản thân tin tưởng nhất lại là tay sai của nhà Thanh. Ông ta cũng không giả vờ nữa, bắt đầu tàn sát. Chẳng bao lâu xác của người dân vũ trang đã lấp đầy hang động, rơi vào đường cùng Úc Phương cố gắng đánh trả thù cho dân làng. Lúc đó Lục Kiếm đã đến Thiên Môn, trước mặt Thất Kiếm ông ta ra lệnh ngũ mã phanh thây Sở Chiêu Nam. Phân thây. Phó Thanh Thư vội vàng kêu dừng lại. Phong Hỏa Liên Thành ra chiêu bẩn, nói rằng chỉ cần họ giao 6 thanh kiếm ra thì tiếp tục nói chuyện, xem rằng Du Long kiếm có thể chặt đứt cả 6 thanh kiếm không. Phó Thanh Thư và những người khác đành phải thỏa hiệp. Đến lúc giao kiếm, bọn họ mới hiểu được lý do thật sự mà bậc thầy làm kiếm giao 6 cây kiếm cho họ. Tân Long Tử lớn lên trong chuồng sói, kiếm cạnh tinh sắc bén là phù hợp với anh nhất. Xá Thần kiếm phù hợp với tinh thần hy sinh vì chính nghĩa của Chí Bằng, trở thành một kiếm sĩ của chính nghĩa. Dương Vân Thông mang trong mình một mối thù đẫm máu, anh ấy muốn sống tách biệt với thế giới nhưng hận thù luôn trong lòng. Thanh kiếm khó gãy, dễ bám bụi đời, anh là chủ nhân thích hợp nhất của nó. Mạc Lang là một người lạc quan vui vẻ nhưng hơi hời hợt, khi rút thanh kiếm Nhật Nguyệt ra bạn liền biết nụ cười anh ấy tươi thế nào. Đến lượt của Vũ Nguyên Anh, anh nắm chắc Thiên Bộc kiếm không muốn buông. Đột nhiên anh tỉnh ngộ, kiếm càng sắc ngươi càng cận kề cái chết, ngươi sợ chết không? Thanh kiếm Thiên Bộc vạn biến linh hoạt, tấn công theo ý muốn. Ngũ kiếm tận dụng cơ hội nhấc người tên tay sai lên lấy lại kiếm, trong lúc chiến đấu liền đốt ngòi pháo, hiện trường hỗn loạn. Tân Long Tử dẫn đầu ném cánh tinh kiếm ra giết đi một con ngựa, Mạc Lang theo sau, kiếm pháp nhanh như chớp giết luôn con số 2. Ký Bằng thấy thế ném cây kiếm Xá Thần ra giữ dây sắt lại. Xá Thần kiếm cực kỳ nặng, cho dù ngựa khỏe thế nào cũng không kéo được. Ngoài ra Chí Bằng canh đúng lúc quay đầu pháo giết luôn 2 con còn lại, thành công giết hết 5 con. Sở Chiêu Nam cũng thoát khỏi xiềng xích, y như Diệp Vấn hộ thể lần quất 10 tên. Ở phía bên này, Phó Thanh Thư đối mặt với vị tướng Ba Dao. Kỹ thuật Ba Dao kỳ lạ, biến đổi liên tục, tấn công trực diện bằng 2 con dao, con còn lại từ trên trời rơi xuống, nếu không cẩn thận sẽ chết tại chỗ. Sau hàng chục hiệp đấu, Phó Thanh Thư nhìn thấu những lỗ hỏng trong đao thuật, kịp thời ngăn chặn đường dao, phi dao vào hắn ta, một con dao xuyên tim, Chí Bằng và Vũ Nguyên Anh cũng bị tên tướng này giữ lại. Sau khi Chí Bằng lấy lại Xá Thần kiếm, chỉ cần 2-3 phát là đánh chết queo tên tướng. Vũ Nguyên Anh vào thời khắc quan trọng, cũng hiểu thấu thủ pháp, khéo léo bắt gọn đối thủ, thuận lợi xử lý hắn ta. Sau trận chiến này, cả hai cuối cùng đã trở thành những kiếm sĩ vô song thực thụ. Dương Vân Thông một mình tìm đến Phong Hỏa Liên Thành, chỉ có thanh kiền kiếm của anh mới có thể đấu với Du Long kiếm. Anh ngờ là hai thanh kiếm này thật ra chưa hoàn thành toàn diện. Sự khác biệt là Du Long kiếm là thanh kiếm sắc bén nhất, thanh kiền kiếm là thanh kiếm thủ tốt nhất. Giáo đấu với lá chắn, ai sẽ thắng? Cả hai đều là cao thủ, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại, thanh kiếm đi đến đâu nơi đó tan hoang, không ai dám đến gần. Phong Hỏa Liên Thành không muốn chiến đấu tiếp, lách mình một cái, đắp sau cột gỗ để tấn công bất ngờ. Đột nhiên Sở Chiêu Nam từ bên cạnh lao ra, ngay cả khi không có vũ khí trong tay, anh ấy cũng có thể chiến đấu. Sư huynh, đệ tránh ra. Đồ của ta muốn tự lấy lại. Thanh kiền kiếm trong tay Sở Chiêu Nam thậm chí còn mạnh hơn,
anh ta muốn lấy lại phẩm giá đã mất và mối thù của Lục Châu. Bằng chính đôi tay của mình, Phong Hỏa Liên Thành dần mất thế. Hắn ta cuối cùng đã hoảng loạn, quay người lại chạy trốn vào mật thất. Sở Chiêu Nam chặn hắn lại ở cửa. Cả hai biết rằng vào lúc này ai ở trên cao hơn sẽ thắng. Vì thế không ngừng leo lên tường đá, chiếm vị trí đắc địa, giết đối thủ trong một cú đánh. Cuối cùng, Sở Chiêu Nam nhắm chuẩn thời cơ, đá bay Phong Hỏa Liên Thành. Bọn họ tiếp tục đánh nhau ở kho vũ khí. Phong Hỏa Liên Thành giở trò gian trá, cố ý buông Du Long kiếm, hai thanh kiếm đan vào nhau, đẩy lùi Sở Chiêu Nam về phía sau. Phong Hỏa Liên Thành nhân cơ hội đó chộp lấy hai thanh kiếm. Bây giờ hắn ta đang có trong tay hai vũ khí mạnh nhất trên thế giới, bày ra vẻ mặt đắc thắng. Ai ngờ hai thanh kiếm gần nhau sinh ra từ trường, vô số quả đạn bắn thẳng vào người hắn. Sở Chiêu Nam nhân cơ hội lấy lại kiếm, phóng thanh kiền kiếm ra, Du Long kiếm mang theo sát khí mãnh liệt, đâm xuyên qua tim hắn. Thực ra người và ta là cùng một loại người. Phí lời, người không còn đường để đi. Ta biết sẽ có một ngày người sẽ giống tao, chết như ta. Vừa nói xong, Phong Hỏa Liên Thành ném quả pháo vào chảo lửa. Mặc dù Sở Chiêu Nam phản ứng nhanh chóng bắt lấy chảo lửa, nhưng vẫn có một tia lửa rớt xuống đất. Nhìn thấy những quả pháo sắp bị châm ngòi, Dương Vân Thông nắm lấy thanh kiền kiếm, rạch một đường, mặt đất chia thành hai, hóa giải nguy hiểm. 3000 lính mãn thanh cuối cùng bị thất kiếm quét sạch.